bàn sẽ có cờ hiệu riêng. Quý vị là những người đại diện cho cộng đoàn để đi trước kiệu thánh. Còn các người dân thì chúng ta đi đó ở hai bên kia, hai kia. Chúng con xin kính mời kỷ viên chính cụ già. Đây là người không thể cười đi chứ. Phải dùng say. Hân ơi. Dùng che thì không nên đi mình ngồi đây. Thì khi thánh trở lại bà chị ơi. Để chúng ta đón. Xin. Chút nữa múa hả chị? Không có múa, không có múa, không phải nước phải thôi. Thì cái này hướng dẫn đi xuống sâu xuống dưới nha. Xuống sâu xuống dưới cho nên được phun ở dưới. Tại vì thánh sẽ đi lên. Đi sâu xuống dưới thì được. Xin mời. Xin mời quý chị chúng ta hợp tác với chúng em. Để mà chúng ta trong buổi lễ được trang trọng nhé. Xin tất cả quý vị chúng ta sắp xếp hai hàng ở bên sai của ngài thánh để chuẩn bị chúng ta tới giờ rồi. Chị Tuyết, chị Lan, chị Đăng. Tất cả toàn thể các em chú đi, các bà mẹ. Đấy, chị Lan nhà mình đấy, hôm nay chị Lan đẹp trai chưa? Vô minh tính tâm. Đấy, rồi đến các chị em, phụ nữ. Chị Tuyết đứng sau chị Lan á. Còn chị Hân đứng trước chị Lan. Ba chị chồng vâng. Và bây giờ chào thầy. Ôi hôm nay thầy đẹp quá. Thì chúng con xin kính mời ba chị quay lại đây cười đi xíu đi. Chị Tuyết à. Rồi bỏ ghế một đó, ba chị cho ba sắm hoa nhà mình hôm nay đẹp không? Mặc áo dài tứ thân nha, mặc áo dài tứ thân nha. Cái nón lá của chị đâu để qua bên này? Cái nón lá của chị để qua bên này đi. Ba chị đẹp quá. Úi chà, thầy đánh trống. Thầy đánh trống. Đó, chị Lan cắm hoa đẹp hơn. Chị Lan cắm đẹp quá, cho chị Lan thêm cái giá nữa kìa. Các bác đẹp như chưa? Chúng ta phải làm trang trọng và hàng năm nếu mà được như vậy thì sẽ thành một truyền thống chúng ta sẽ làm. Mời các ông lên. Rồi. Bây giờ xin mời các đoàn chúng ta chuẩn bị hát đi. Và các sơ chúng ta đi xuống theo tôi xin và bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta đoàn hát.
chị nhìn giùm em cái này nha. Thầy phó tế, quý cụ, quý ông bà, con xin mời thầy phó tế nổ ba hồi trống. Con xin mời thầy phó tế. Phó tế sẽ biểu diễn đánh trống ba hồi trống chiêng, trống chiêng để mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Thầy phó tế là người đã được học trống ở Việt Nam, cho nên là đúng nghề luôn này.
Bùi Thế Duyên, Tiểu Vi. Bồi tế viên minh thân cúc cung bái. Chấp sự viên tiến hương. Sự viên Thế chủ đọc chúc. Đánh làng công giáo
hai lần nói trên thật đặc biệt khi các tín hữu lâm vào cảnh khốn khó vì đức tin bị bắt hại. Mẹ Maria đã hiện ra cùng họ để an ủi và hứa sẽ ban mọi ơn lành hồn xác cho những ai chạy đến La Vang mà cầu khẩn. Xin Chúa nhận đi lễ bồi thay cha, để
chùa và nguyện nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa đã vui lòng chấp nhận lễ hy sinh của cha ông chúng con, xin cùng thương chấp nhận của lễ tín dâng đây và làm cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ được Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha, hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thiên Chúa toàn năng hằng hư, chúng con vừa lanh nhân mình và mau Đức Kitô con Chúa để mừng các thánh từ đạo tại Việt Nam. Xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng giữa bao thử thách của cuộc đời, để mai sau cùng với các ngài chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ được Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Mời cùng bà bạn. Ngồi ăn luôn bằng mấy anh em bạn ở đây. Xin cảm ơn mấy anh.